Vô. Ok. Chào tất cả các bạn thì như là cái live trước thì Phước với Đức đã cho bạn xem qua unboxing sơ của cái sản phẩm Z50. Thì mình cũng giới thiệu là mình là đại diện của bên AZ Audio. Vì hôm nay bây giờ mình tên Vinh thôi ha. Chắc Đức cũng biết. Đức danh là Vinh vui vẻ các bạn. Vinh vui vẻ. Vinh vui vẻ. Vinh thì cái cho hỏi tiếp. Em biết tai nghe Ray ST trước Ozone không? Cái đời đầu tiên đúng không anh? Đúng rồi, đúng đời rồi. Đầu tiên thì em có biết mã đó. Thì cái mã này là mã nâng cấp của Ray ST thì em thấy nó có khác biệt gì không? Thì trước trước mắt đi, trước mắt vô thì em không biết cái giá của sản phẩm này là con này giá nó phải dao động khoảng bao nhiêu? 1,5 triệu. Tức là nó cao hơn các bạn trước của thằng đúng rồi, cao Ray ST cao hơn khoảng phân nửa giá. Kiểu khoảng 900 thì khoảng 1,5 triệu. Thì ngoại hình thì theo về cầm vô thì nó có vẻ là chắc chắn hơn các bạn cũ. Khung là kim loại. Con cũ là bằng nhựa. Cầm vào thì sướng lắm các bạn, tại vì cái lớp da của nó, các bạn nếu mà các bạn đã xài qua cái mẫu Ray ST cũ á thì cái lớp da AirPods của nó là các bạn nhìn nó sẽ không bằng cái dòng này đâu. Dòng này nhìn nó gia công rất là chi tiết để nó dày hơn khá nhiều. Và nó làm cái màu này các bạn là xài nó sẽ đỡ dơ hơn. Nó hơi sâu tối màu, dễ vệ sinh hơn. Nhưng mà cái màu, những cái màu cam trên đây thì có thể nó xài thời gian nó sẽ không dơ. Thì mấy anh nào ít gội đầu, gầu nhiều. Có một điểm mà cải tiến hơn so với bạn cũ á là cái jack này nó đã thiết kế thông minh hơn rất là nhiều. Nó làm theo cái jack mà của những cái điện thoại di động, các bạn có thể connect vô những cái iPhone, điện thoại Android để các bạn có thể sử dụng micro nó luôn. Này mới hay xong á. Mới xong. Micro này nhìn quen quá, không biết có giống như cái tai nghe của. Thì đương nhiên là giống như là Samsung hồi xưa bị kiện là các bạn quyền đúng không? Các bạn quyền thì ô tô giờ cũng giống vậy. Thật ra thì giống nhau, nó không nói được cái điều gì hết trơn, nó tốt hay không tốt thôi. Đúng rồi. Chính xác. Mình thấy tốt không? Nói chung là design cứng cáp của bạn cũng rất là nhiều. Cảm giác đeo vô nó khác đời, mình để đeo thử coi. Dây thì nó không làm cái bọc dù ha. Bọc dù để chống đứt. Thường tai nghe thì nó thiên về cái cao su hơn cho nó dễ mà đeo vào tăng tỷ lệ đẹp trai hơn. Ok, các bạn anh chơi được bao nhiêu tin? Thì bây giờ mình sẽ test sơ qua chiếc âm của cái tai nghe này nha. Thì cái sản phẩm mình là của Phước. Bên em tai nghe này nè. Ok. Rồi mình mượn bạn Phước cái tai nghe thử nha. Anh tự nhiên không sao. Cái sản phẩm mình sử dụng test cái tai nghe Ray Z50 này sẽ là cái máy nghe nhạc Fio. Cái máy này là máy dòng nghe nhạc hay cao cấp của Fio, có giá là khoảng 5 triệu. Bây giờ test cái này cho nó ra cái âm nó hay để đánh giá hơn. Đúng một chuyên nghiệp khác. Các bạn đừng có hỏi là tại sao không lấy máy khác còn lấy máy đó nữa các bạn nha, mình sợ mấy câu hỏi lắm á. XB50. Mình test một đoạn ngắn thôi, khoảng 10 giây tới 20 giây thôi. Ngoài vít 50 ra là Ozone có một chi vít nữa nè. Nhưng mà cái này mình sẽ là talk show trong buổi sau. Con này là có tính năng thay màn loa, khá là hay. Tai nghe in ear. Bạn đang từ sướng, mình từ sướng phát với bạn. Số ảo quá à. Các bạn thấy không? Cái hội số ảo không? Số ảo chờ tôi chưa? Ok. Sau khi qua một đoạn thì mình đánh giá sơ về cái chiếc âm con này thôi nha. Là do là một cái sản phẩm mới nên mình cũng không có đánh giá gọi là chi tiết về sản phẩm. Là do là cái màn loa nó còn cứng. Mình nhớ là từ ngày xưa mình có bán tai nghe á. Đúng rồi. Thì là tai nghe phải qua thời gian nó. Đúng rồi, chính xác, đúng rồi đó. Do là những cái tai nghe mà mới bóc hộp ra phần lớn màn loa nó còn cứng thì mình nghe đảm bảo cái chiếc âm nó sẽ không có đúng với lại cái nhà sản xuất người ta muốn mình nghe được cái âm đó. Có thể là bạn có thể nghe quá trình khoảng 50 giờ tiếng nó sẽ khác, 100 giờ tiếng nó sẽ khác, 150 tiếng nó sẽ khác. Thì cái con này thì âm đầu tiên vào vô đó.
kỳ quá à. Sao mình nói chuyện mà nhiều camera chỉ vô mình khó chịu. Tại hai bạn nó nổi tiếng không? Đó, giờ, cái con này nói chung là về cảm giác đeo nó thoải mái hơn con RST cũ rất là nhiều. Nhưng mà bị một cái á, mình đeo khoảng 1 phút á thì máy nó hơi có cảm giác hơi nóng. Bị nó nóng. Thì đương nhiên do là cái con cũ là nỉ, con này là da, da da simili. Cảm giác nó hơi bí. Con này bass thì đánh rất là tốt, sâu, chắc. Nhưng mà tiếng động thể nó hơi bị tối. Nhưng mà nhiều bạn nếu mà thích nghe mà dạng chi tiết giống như mấy con tai nghe low co, low 1, low 2 thì có thể là đeo con này vô sẽ cảm thấy là con này bass nó nhiều hơn quá. Do nó boost vô cái dạy tầm thấp, tầm trung và thấp rất là nhiều. Còn việc trap tầm cao thì mình vẫn chưa nghe nó rõ được. Có thể là theo một cái quá trình bên vẫn trên 100 tiếng thì nó sẽ thay đổi. Thứ hai là con này thì lúc bạn đeo vô thì nghe những cái nhạc mà cái âm trường nó rộng á thì con này nó thể hiện khá tốt. Mình nghe những cái nhạc hòa tấu, nhạc instrument, sử dụng nhiều nhạc cụ. Hơi bị ù à, không rành vô âm nhạc. Còn bass thì nghe mấy cái pop này nọ thì nó đánh bass rất là tốt, nhưng mà theo có thể mình tiếng tiếng nó cũng tối. Nghe ca bóp, nghe mấy em SN, K-pop thì mình không nghe nhạc đó thì nó nói chung là bạn nào mà thích bóp thì sẽ tai nghe này thích hợp cho các bạn. Thích nghe nhạc nhiều quá. Rock bass nhiều lên. Nghe một phút thì không có test được chiều thể loại, chủ yếu là những cái thợ ok. Thích nghe rock nhiều. Mình nghĩa là sẽ có những sản phẩm trải nghiệm tại Avetvio. Nếu mà các bạn nào muốn nghe thì mình sẽ mượn con này của anh Phước, mình bên trên 100 giờ. Ok. Rồi các bạn có thể ghé các chi nhánh Avetvio để các bạn trải nghiệm. Còn các chi nhánh là chi nhánh là tại vì anh Phước mua tới 3 con lận. Mua tới 3 màu. Ok. Thì là hôm nãy anh Phước nói vấn đề là tăng người đẹp trai ấy. Đúng rồi. Thì khoan ha, mình sẽ quay camera trước cho bạn xem coi anh Phước là nào các bạn ha. Đó đây là anh Phước đây, đây là anh Phước. Đó mình là anh Phước. Đó mình đây, mình là mình đã mua ba tai nghe như là anh Vinh nói, thì các bạn có thể ghé thăm AZ để mình trải nghiệm cái ba tai nghe đó rồi hết. Rồi. Bạn nếu mà muốn mua số lượng nhiều như anh Phước á, các bạn cứ inbox mình sẽ được giá tốt okay, như anh Phước. Mua càng nhiều giá càng tốt. Rồi. Mua nhiều là tặng luôn ozone luôn. Ok. Mua nhiều tặng luôn áo đó. Ok thì là tiện bữa ngày hôm nay mình có buổi tắt show á thì đây là đại lý, mình là hãng. Cũng thì Vinh có muốn biết gì về hoặc là có những cái gì về hãng về xin hãng như là cái này nó cách âm tốt quá không nghe được gì. Rồi ok. 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 Đó lại. Thì đây là một dịp để Ozone Nhân Minh được tiếp xúc với khách hàng của mình là đại lý, cũng như là được giao tiếp với các bạn end user, người dùng cuối. Thì thông qua bữa hôm nay thì Vinh có những cái gì muốn chia sẻ với Ozone hay không? Ví dụ vậy? Dễ tính vậy? Về sản phẩm Ozone thì mình không nhận xét, do là về từ ngôi hiệu Ozone thì các bạn đã biết là cũng vô Việt Nam mình khá lâu rồi. Mới 2 năm. Hơn 2 năm. 2014 hơn 2 năm tới giờ. Tới giờ là gần hơn chưa hết 2016. Ok là gần 2 năm nhưng mà là hơn 2 năm. Gần qua 2 năm. Gần qua 2 năm. Dạ có gì. Ok. Dạ có tính giảm lên nết nữa. Thì hy vọng là sắp tới Ozone sẽ mở ra thêm nhiều về những cái chính sách support cho các end user. Ví dụ như là có thể là trong khâu bảo hành thì có thể làm tốt hơn đó. Sẽ là chính sách bảo hành nó sẽ đổi mới trong thời gian nhanh hơn. Giống như đó các bạn vẫn được đổi mới nhưng mà nhiều khi mình đợi tới khoảng 7-8 ngày hay là 10 ngày thì nó lâu quá. Thì nói chung là hiện tại thì là với nhà phân phối mới á thì chính sách bảo hành của Ozone cũng tốc độ hơn. Có thể là nghĩa là mình chia sẻ luôn. Nghĩa là các bạn khi mua hàng Ozone tại các đại lý á, các bạn có hai sự lựa chọn. Có thể bạn tới thẳng đại lý để bảo hành hoặc đến trung tâm bảo hành của nhà phân phối mình CNC, địa chỉ số mấy nha? Bảy 767 Rạch Hồng Quân, tòa nhà CNC. Thì những bạn nếu mà tiện và ở Hà Nội muốn trung tâm bảo hành thì nó rất là tiện cho người dùng đó. Và bản thân đại lý cũng dễ nữa. Dễ hơn. Đúng rồi. Nó nhanh hơn, nó không pha qua một cái bước. Đúng rồi. Ngoài ra các sản phẩm Ozone bây giờ xuất hàng khi mà các bạn được mua sẽ là full seal. Còn nhà phân phối cũ là đã cắt này là dán bảo hành đó. Thì là các bạn yên tâm, tức là chính sách bảo hành. Nhưng mà với tai nghe á, các bạn phải giữ hộp để bảo hành. Với những sản phẩm nói chung là bạn giữ hộp để bảo hành cho có số series đồ á. Mình nói đơn giản thôi.
đối với những bạn chưa biết nha, mình chia sẻ luôn. Thì đó trên hộp cũng là một phốt story, cho nên phốt story ở đây đó các bạn có thể thấy. Thì các bạn khi bảo hành sản phẩm thì các bạn nên mang hộp theo thì sẽ dễ hơn. Ừ không, em hỏi vô một cái với anh Đức là thường thường á mình rap PC á mình có hay cái phụ kiện là CPU á, nhiều khách người ta giống như là người ta không giữ cái hộp, người ta phải cắt ngay một cái chỗ số seri đó người ta lưu trữ lại cũng được cho nó gọn hơn, cũng được người ta cắt ngay một cái chỗ này nghĩa là người ta bảo hành cần cái chỗ số seri để số seri để nó trùng nè, nó trùng với lại sao đúng rồi, trùng trên đây đâu có cái chỗ nào có cái này số seri nằm ở trên bên trong cái này. Ok, phải tháo ra đây thì có thể nói chung là có một cái số seri, tại vì khi mà nhà phân phối họ nhập hàng về họ sẽ bắn tất cả mã vạch vào hệ thống của họ và họ sẽ bảo hành trên mã vạch đó. Ok, vậy tất cả các bạn mà khi mua sản phẩm của Ozone bảo hành á, nếu mà các bạn sợ mất hộp, sợ gọi là ngại cái việc mà giữ hộp lại nó đầy nhà quá thì các bạn nên cắt ngay một cái miếng có cái chỗ số seri, nó rất là nó như tờ giấy bình thường, các bạn có thể cắt ra, các bạn lưu trữ lại nó sẽ dễ dàng. Các bạn có thể cắt ra bằng elastic đó, bằng elastic giống như là cái bằng bạn bảo em đeo thẻ thẻ sinh viên học sinh còn đeo đó. Nói chung là mình thấy hộp đẹp để khoe được, chứ là tùy mỗi người có một cái cách lưu trữ cái sản phẩm, cái đồ mình dùng nó khác nhau. Nhiều người thì người ta sẽ muốn lưu trữ lại hộp chân lên cho đẹp, còn nhiều người thì người ta mua sản phẩm về chỉ để xài nên cái hộp nó cũng chứ cỡ anh Vinh là anh Vinh đóng khung luôn các bạn, còn mình là coi như là mình sẵn bỏ tiền mua nguyên cái tủ đi chứ mà không luôn, không luôn, lan man quá rồi. Nói chuyện mà Phúc lan man lắm. Ok ok. Nhưng mà ok thì thật ra là bữa hôm nay là buổi mình thử nghiệm trước về cái talk show giữa Ozone Gia Minh và các đại lý. Thì kéo đi. Anh không hơi lo sợ, chắc không gãy đâu. Hàng có Phước mà lo gì nha. À. Độ bền rất là tốt. Rất là tốt. Không, các bạn thấy không? Phải 180 độ luôn mà nó khoảng 3 thì do là tay chuẩn bị lạnh nó rất thoải mái trong đời tự nhiên. Chất lượng khá tốt rồi. Đó. Ok. Thì các bạn thử kéo cò mà đứt không? Nó bỏ đi ha, cái mình thấy cái talk show này nó vượt mức giới hạn của mình rồi ha. Ok thì là theo bên thì talk show sau mình nên có quà cho các bạn. Talk show sau thì nên có gái, nên có gái mình khuyên lên không, mình đề nghị là talk show sau mình có phòng chờ massage. À có phòng chờ massage. Ok ok. Còn talk show sau á các bạn sẽ có quyền đặt câu hỏi cho mình hoặc cho đại diện hoặc với cho mình. Nếu mà câu trả lời của bạn làm giúp mình gọi như là bất ngờ hoặc là những câu nào hay á, hay câu trả lời hay thì mình sẽ có một món quà để gửi với các bạn, hoặc là những câu nào mà theo dõi suốt á, theo dõi suốt video á mình hỏi mà trả lời đúng thì cũng được quà luôn. Vâng, chờ massage bình tâm. Ok, đây massage là này ha bạn ha. Ok thì chắc vấn đề được rồi nhỉ, lan man quá rồi đúng không? Ok, để cho bạn đi ăn trưa nữa. Mình giờ này các bạn chuẩn bị vô làm luôn rồi á, giờ nó xa rồi ông ơi. Ok, nói chung là cảm ơn Atex Audio đã tham gia buổi hôm nay và gửi lời cảm ơn lớn tới anh Phước đã là người bóc tem em này rồi đó. Còn lại chút nữa nó thích phiến anh Phước ha. Cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã theo dõi cái buổi talk show giữa AZ Audio và Ozone. Thì qua những cái buổi này thì hy vọng là các bạn có thể biết rõ hơn về một vài sản phẩm mà chưa được trực tiếp bán trên thị trường. Thì các bạn có thể nhìn qua video, thấy được chiếc sản phẩm, nghe một vài cái trải nghiệm của những cái người làm video. Thì nếu mà các bạn mua sản phẩm Ozone, các bạn có thể tới tất cả các chi nhánh của AZ Audio. AZ hiện giờ mình có tới 3 chi nhánh lận. Thì các bạn qua chi nhánh nào cũng có sản phẩm Ozone. Còn nếu mà các bạn qua mà không có hàng thì mình sẽ nhờ Đức ship hàng tận nhà cho các bạn. Đó chính xác luôn. Đó. Tôi có hộ mãi cho các bạn đó. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi. Cảm ơn các bạn. Rồi ok, phía đẹp.